Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tất cả những bạn hội viên của kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ hướng dẫn gửi tới quý vị và các bạn một cái ứng dụng có thể chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh trên điện thoại di động cực kỳ là hay. Và đây là một phiên bản không logo, không quảng cáo và không mất phí. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải được cái phiên bản ứng dụng này. Như cái video hôm trước mình đã đăng cũng để cho các bạn cái link để các bạn tải, thế nhưng thấy rất nhiều bạn comment bình luận nói là không tải được. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết cả cái cách để chúng ta tải được cái ứng dụng này nha. Và cái ứng dụng hôm nay mình muốn chia sẻ, muốn gửi tới các bạn chính là ứng dụng này, Photo, có chữ Mẹo Vặt bên dưới. Và mình sẽ chỉ ra những cái tính năng cực kỳ là hay khi chúng ta ghép ảnh trên cái ứng dụng này. Đó thì bây giờ khi chúng ta tải về nó sẽ có cái ứng dụng Photo Mẹo Vặt đây. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải. Bây giờ mình sẽ vào các cái tính năng đã. Ta nhấn vào. Đó, trên đây là những cái mẫu ảnh để chúng ta có thể ghép. Chúng ta nhìn thấy cái mẫu nào đẹp, chúng ta chỉ việc nhấn vào là xong. Đây, ví dụ như thông thường các cái video trước mình hướng dẫn thì nó có những cái mẫu này, ta chỉ việc nhấn vào này. Nó yêu cầu cho phép. Ta nhấn vào cho phép. Đó. Khi chúng ta có một cái bức ảnh như này, chúng ta ghép nó sẽ chuyển sang này, nó có cái bóng mờ mờ đằng sau này, rất là hay. Đây, ví dụ mình ghép cái bức ảnh này đi. Ta nhấn vào. Đó, và ta kéo cái này này, không được cho nó lên quá này. Đó. Cái ô này là cái ô cắt của ảnh này, chúng ta không được cho nó lên bên trên. Rồi bây giờ ta sẽ nhấn vào cái mũi tên này. Và cái ứng dụng này nó còn có thể ghép khuôn mặt cực kỳ là hay và nó cũng rất là đẹp luôn. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn luôn. Đó, nó sẽ ghép lên một cái bức ảnh này, nhìn rất là hay. Và khi chúng ta chỉnh sửa ghép xong, chúng ta muốn lưu lại thì ở đây nó có cái hình chia sẻ giống hai que diêm, ta nhấn vào nó. Và đây nó có chữ download, ta nhấn vào đây. Như vậy là xong, ta đã lưu được cái bức ảnh này. Còn rất nhiều các cái mẫu khác. Đây, tất cả các cái mẫu này rất là hay. Đó, và tiếp theo, ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên các cái mẫu ảnh cũng cực kỳ là hay của cái ứng dụng này. Đó thì ta nhấn vào phần trending này, ta nhấn vào đây. Đó, ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu ảnh này. Đó, ta kéo lên này. Đó, rất nhiều ảnh đẹp này, nam nữ có này. Đó. À, ví dụ mình sẽ ghép khuôn mặt của mình lên cái ông này nhá. À, lông đầy mồm này. Đó, đó, chúng ta chọn vào nó thì nó sẽ có một cái mục để hướng dẫn cho chúng ta. Ví dụ như ảnh của chúng ta đang như này, nó sẽ chuyển sang cái bức ảnh giống như này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn tới một cái bức ảnh của mình nhá. Ví dụ mình chọn một cái bức ảnh đây, ví dụ bức ảnh này đi. Rồi ta nhấn vào cái mũi tên chỉ sang bên phải đây, nhấn vào. Đó, và ta chờ một lát. Đó, ngay lập tức khuôn mặt của mình đã được ghép lên cái ông mồm đầy lông này. Đó. Và rất nhiều tóc nha các bạn nha. Rồi muốn lưu lại ta cũng lại nhấn vào cái hình hai cái diêm đây và ta nhấn vào mũi tên download. Như vậy là xong. Và các bạn có thể tìm những cái mẫu ảnh này ở đây. Ta có thể chọn những cái chủ đề về tình yêu này. Đây nó có rất nhiều chủ đề này. Ví dụ tình yêu này, ta nhấn vào. Đó, ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên các cái mẫu ảnh này. Nó rất nhiều mẫu đẹp. Hoặc là ta có thể kéo cái thanh này này để ta tìm chủ đề này, background photo này. Đó, rất nhiều. Ví dụ như chúng ta muốn ghép ảnh nam thì ta nhấn vào đây, men này. Còn ảnh nữ ta nhấn vào girl này. Đây men, ví dụ men này. Đó, tất cả những ảnh đàn ông nó sẽ có hết ở đây. Ta thấy cái mẫu nào đẹp chúng ta chỉ việc chọn vào và ghép là xong. Đó, chủ yếu là những cái ông này toàn là Tây thôi các bạn ạ. Mồm rất nhiều lông. Đó, nhìn cũng khá là hay đấy. À, chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta cũng chỉ việc nhấn vào thay ảnh là xong. Ví dụ mình chọn cái này nhá, nhấn vào này. Đó,
nó sẽ chỉ cho chúng ta, ví dụ cái mặt ông này đang như này, nó chuyển sang đây. Đó, ví dụ bây giờ mình lại chọn cái ảnh của mình đây. Và ta nhấn vào mũi tên. Đó, khuôn mặt của mình đã được ghép lên đây. Đó, nhìn rất là đẹp trai. Và ta cũng lại nhấn vào đây, nhấn vào download để lưu lại. Rất là nhanh. Còn muốn là nữ thì ta nhấn vào đây, gơ đây. Tất cả những ảnh của phụ nữ sẽ được ghép vào đây, kể cả là những bức ảnh về hoa hậu, những ảnh cưới này. Ghép rất là đẹp luôn. Đây, ví dụ cái này. Đó, và ta chọn ảnh. Ví dụ mình chọn bức ảnh ảnh này đi. Đây, ảnh này. Rồi, ta nhấn mũi tên. Đó, khuôn mặt đã được thay lên đây. Rất là hay. Ngoài ra nó còn có những cái chủ đề khác nhau cho chúng ta lựa chọn này. Rồi, rất nhiều luôn. Rất nhiều. Photo này. Trending này. Đó. Photolab Beautiful. Đó, những cái bức ảnh này nó rất là sắc nét. Đó thì ta chỉ việc là làm như vậy là ta đã lưu được những cái bức ảnh ghép khuôn mặt của chúng ta. Đó, đây nó còn có cái gì đây? Đây là ghép ghép ảnh nghệ thuật nhá. Ví dụ mình chọn cái mẫu này đi, ta nhấn vào. Và chọn ảnh của chúng ta. Đây một người nó có thể tách nền xong nó ghép lên một phong cảnh khác và nó nhân lên rất nhiều người. Đây ví dụ mình chọn ảnh của mình. Nó theo cái kiểu AI nhìn khá là hay này. Hoặc là các cái mẫu khác. Đây hôm qua có một bác hỏi là muốn ghép cái cảnh nó mờ mờ, có cái ảnh mờ mờ đằng sau thì ghép thế nào? Đây giống như thế này này. Đó thì chúng ta dùng cái ứng dụng này chúng ta cũng ghép được. Hoặc là ta có thể dùng Kin Master, sau đó ta cho mờ hình ảnh đi cũng được. Đây, ví dụ mình chọn cái ảnh này. Đây chọn một ảnh bạn nữ đi để nhìn cho nó đẹp. Đây ví dụ bức ảnh này. Đó, ta nhấn vào mũi tên này. Đó, nó đã có cái hình mờ mờ đằng sau này, nhìn khá là hay. Rồi, tiếp theo. Ta nhấn vào đây, ta lưu lại. Download như vậy là xong. Đó, cách tạo ảnh trên cái ứng dụng này thì nó rất là đơn giản. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tải được cái ứng dụng này nhé. Thì các bạn đang xem video như này. Đây, video. Chúng ta đang xem video giống như thế này. À, ví dụ như là cái kênh của mình đây. Đây là kênh cũ, còn cái kênh mới thì các bạn hãy vào cái link mình để ở phần bình luận nhá. Ví dụ như này, đây ta đang xem video như này. Thì các bạn nhấn xuống đây sẽ thấy cái bình luận. Bao giờ mình cũng ghim. Tà thủ thuật. Đây, cái bình luận bao giờ mình cũng ghim ở trên nhất. Đó, có khi mình sẽ để cái link của kênh Mèo Vạt Thủ Thuật, kênh mới, để các bạn vào đó, các bạn xem video và mình sẽ để cái link tải ở phần bình luận của cái video kênh Mèo Vạt mới. Đây ví dụ như cái video này, các bạn chỉ việc xem video nhé. Đây chúng ta vào video chúng ta xem, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục bình luận đây, ta nhấn vào cái mũi tên chỉ xuống này. Tiếp theo đây nó là một cái link của một cái video kênh Mèo Vạt Thủ Thuật mới. Đó, đó mình sẽ nhấn vào đây. Nó lại dẫn tới một Xin cái chào tất cả quý vị và các bạn. video này. Và các bạn chỉ việc nhấn xuống đây lại thấy cái đường link này. Đây là cái đường link để chúng ta tải nha. Đây ta nhấn vào đây. Nhấn vào. Xong, nó sẽ có mục tải về đây. Thì các bạn sẽ lưu ý là cái link này nó hết hạn sau ngày 25 tháng 9.
Đó thì các bạn nhanh tay tải về nhá, chúng ta chỉ việc nhấn tải về và chúng ta cài đặt là xong. Chúng ta nhấn vào đây tải về này. Đó, khi tải về xong à, chúng ta cài đặt là xong. Rất là đơn giản. Hôm qua thấy khá nhiều bạn hỏi là mình không tải được. Đấy, rất nhiều bạn nói là không tải được. Miễn phí được không, cho mình ứng dụng Photon Room này miễn phí được không? Các bạn chỉ việc vào phần bình luận chúng ta tải là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Tải xuống phải trả phí phải không bác? Không phải trả phí. Các bạn thấy cái đường link mà mình để miễn phí là các bạn cứ vào tải, không mất phí nhé. Đây, tôi không tải được dự án video của bạn. Thì cái link ở phần bình luận các bạn cứ việc vào tải là xong. Đó, iPhone thì hệ điều hành iOS không tải được. Đó, còn rất nhiều bình luận nó đang bị ẩn nữa. Và còn có một số bác bình luận là hỏi mãi mình không thèm trả lời. Với lại là không, mình không có tâm. Nói thật với các bác này, tất cả những cái bình luận của các bác nó không hiện ở đây thì mình không thể trả lời được. Đó, rất nhiều bình luận các bác vào bình luận nó bị spam, nó không hiện ở đây. Đó là thứ nhất. Hoặc là các bác dùng cái kênh của các bác đi bình luận rất nhiều nơi, toàn là những bình luận phản cảm, cho nên nó auto, nó không cho hiện trên các cái bình luận khác của các cái kênh khác. Cho nên là khi các bác bình luận chỉ các bác xem được thôi, chỉ mỗi mình người bình luận đó xem được. Còn tất cả đã bị ẩn hết, nó không hiển thị ở cái phần bình luận này. Đó, đấy chính là cái việc mà có một số bác nói là hỏi mãi mà không thấy mình trả lời, nó là như vậy. Thì các bác chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận để tải cái ứng dụng này về, sau đó chúng ta cài đặt là xong. Và nếu như bác nào muốn mình chia sẻ, muốn hướng dẫn về một cái chủ đề gì đó, một cái ứng dụng gì đó thì cứ comment bình luận nhé. Đó, video của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.